Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, Tòa Giám mục Phú Cường vừa báo tin cha cố Giuse Maria Trần Thái Hiến, vị sáng lập tu hội Sống Thánh Thể, vừa qua đời lúc 18:30 thứ Sáu ngày 3 tháng 5 năm 2024. Với 69 năm trong thiên chức linh mục, cha đã dành trọn cuộc đời để phục vụ Chúa và tha nhân. Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam vị mục tử nhân lành. Trong tình hiệp thông, xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho cha cố Giuse Maria sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Tòa Giám mục Phú Cường, số 104 Lạc Long Quân, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tòa Giám mục Phú Cường, ngày 3 tháng 5 năm 2024, cáo phó. Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, Tòa Giám mục Phú Cường kính báo cha cố Giuse Maria Trần Thái Hiến, vị sáng lập tu hội Sống Thánh Thể, qua đời lúc 18:30 thứ Sáu ngày 3 tháng 5 năm 2024 tại tu hội Sống Thánh Thể, thọ 98 tuổi và 69 năm linh mục. Nghi thức tẩn liệm lúc 10 giờ thứ Bảy ngày 4 tháng 5 năm 2024 tại tu hội Sống Thánh Thể, số 296 Độc Lập, khu phố 1, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Sau đó thánh lễ đưa chân do Đức cha Phêrô, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường chủ sự. Linh cữu cha Giuse Maria được rước về nhà thờ giáo xứ Phước Vĩnh, số 166 Độc Lập, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, lúc 8 giờ thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2024. Thánh lễ an táng lúc 9 giờ thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2024 tại nhà thờ giáo xứ Phước Vĩnh do Đức cha Giuse, giám mục giáo phận Phú Cường chủ sự. Sau thánh lễ, linh cữu cha Giuse Maria được an táng tại khuôn viên tu hội Sống Thánh Thể. Đôi nét tiểu sử cha Giuse Maria Trần Thái Hiến. Sinh ngày 26 tháng 1 năm 1926 tại Nam Trực, Nam Định. Rửa tội ngày 2 tháng 2 năm 1926 tại giáo xứ Nam Trực, giáo phận Bùi Chu. Vào tiểu chủng viện Mỹ Đức ngày 14 tháng 8 năm 1938. Vào đại chủng viện Thánh Alberto ngày 14 tháng 8 năm 1945. Thụ phong linh mục ngày 2 tháng 7 năm 1955 tại Hương Cảng. Gia nhập hàng giáo sĩ giáo phận Phú Cường năm 1965. Sau khi chịu chức linh mục, cha Giuse Maria Trần Thái Hiến đã đảm nhiệm dạy học tại Phan Rang từ năm 1955 đến năm 1956, chánh xứ giáo xứ Võng Phan từ ngày 13 tháng 8 năm 1956 đến ngày 13 tháng 5 năm 1969, chánh xứ Tiên Khởi giáo xứ Phước Vĩnh từ ngày 13 tháng 5 năm 1969 đến ngày 27 tháng 9 năm 2007, lập tu hội Sống Thánh Thể năm 1980, hưu dưỡng tại tu hội Sống Thánh Thể ngày 27 tháng 9 năm 2007. Trong giáo phận Phú Cường kính xin mỗi cha dâng hai thánh lễ, mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một giờ kinh Nhật tụng, mỗi giáo xứ giáo họ dâng một chuỗi mân côi để cầu cho linh hồn cha Giuse Maria Trần Thái Hiến được sớm hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Linh mục Simon Nguyễn Văn Thu, tổng đại diện đã ký. Kính thưa cộng đoàn, cha đã vứt bỏ sau lưng tất cả để ra đi theo tiếng gọi của trời cao, đi về nơi vĩnh cửu, được nghỉ yên bên Chúa, đấng cha luôn khao khát kiếm tìm. Cuộc sống của cha gắn bó với bí tích Thánh Thể. Trong 69 năm qua, cha đã hy sinh bản thân để phục vụ cho Chúa. Nhờ vào lòng yêu mến Thánh Thể, cha đã sinh ra chúng con là những tu sĩ Sống Thánh Thể. Để nhờ gương sáng của cha, chúng con tiếp tục bước đi vững vàng trên con đường dâng hiến. Một linh mục 98 tuổi đời, không một ngày nào mà cha bỏ dâng lễ, không một ngày nào cha bỏ chầu Thánh Thể. Nhờ mẫu gương thánh thiện của cha, chúng con học được nơi cha rất nhiều điều hay, ý đẹp. Mỗi lần cha chia sẻ, cha luôn nhắc nhở chúng con phải hăng say kết hợp với Chúa qua bí tích Thánh Thể. Với câu châm ngôn cha đã dành cho tu hội, Thánh Thể là tất cả cho chúng tôi. Cha luôn dạy chúng con xác tín rằng Thánh Thể Chúa là trung tâm điểm của mọi sinh hoạt.
Cuộc sống của cha luôn đúc theo gương mẫu của thánh thể. Một người cha luôn lo lắng cho chúng con từ miếng ăn vật chất cho đến bữa ăn tinh thần. Qua những bài chia sẻ của cha, chúng con nhận ra rằng cha luôn lo lắng cho chúng con về đời sống dâng hiến. Cha luôn nhắc nhở chúng con biết yêu thương nhau như câu châm ngôn mà cha chọn để sống đời dâng hiến của cha. Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Cảm ơn cha vì sự hy sinh và nỗ lực của cha để lo cho tương lai của chúng con. Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho cha cố Giuse Maria Trần Thái Hiến sớm được về chung hưởng niềm vui trên thiên đàng. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.